Sáng ngày 7 tháng 1, Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị về phía tỉnh hội có đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, về phía huyện Vĩnh Tường có đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể của huyện, chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở. Trong năm 2021 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự chỉ đạo hướng dẫn kịp thời của Hội Cựu chiến binh tỉnh, phối hợp với các ban ngành Đoàn thể các cấp hội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiêu biểu là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức tổng kết 5 năm phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, chuẩn bị đại hội cựu chiến binh các cấp, tham gia các hoạt động tình nghĩa. Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Vĩnh Tường trong năm vừa qua. Bước sang năm 2022, đồng chí đề nghị các cấp hội cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tuyên truyền vận động cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước của địa phương gắn với phong trào cựu chiến binh gương mẫu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2022-2027, quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của hội viên, nhân dân, tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022-2027, ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp hội trong năm 2021. Tức tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân được tỉnh hội, Hội cựu chiến binh huyện Biểu Dương và khen thưởng vì có thành tích trong công tác hội và phòng chống Covid-19.